Đức Thầy thì chúng tôi xin trình bày cái bài thứ hai với một cái tên đề là tình hình kháng thuốc của Helicobacter pylori tại Việt Nam và các cái cách khắc phục. Như chúng ta đã biết thì cái bài này thì với một cái thời lượng khoảng 30 phút thì chúng tôi sẽ đưa đến với quý vị và thầy cô bốn cái nội dung quan trọng để chúng ta phải hiểu hiện nay tất cả các phác đồ thuốc của Việt Nam như thế nào. Và hiện nay là cái tình hình kháng thuốc của Việt Nam, kháng thuốc của vi khuẩn Helicobacter ra sao, và chúng ta phải khi đã có kháng như thế thì chúng ta phải đưa đến điều trị như thế nào. Và trong phần cuối cùng của bài này thì tôi xin nói về vai trò của Rabeparazole. Như chúng ta đã biết thì đây là năm 2015 thì tôi rất may là được cái tham dự một cái hội nghị về các cái đồng thuận về Helicobacter pylori ở châu Á Thái Bình Dương, cụ thể là từ ngày 21 đến ngày 22 tại tháng 10 năm 2015 tại bên Thái Lan cùng với phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Đức. Trên sơ đồ này thì chúng ta đã thấy thì Việt Nam cái màu đỏ đây ạ là cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori trong cộng đồng cao nhất. Cái hình này là vẽ không đúng, bởi vì của chúng ta là 74,6 thì trong đó Lào là 68, còn Myanmar là 69. Như vậy là Việt Nam là có cái tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori rất là cao trong cộng đồng. Và đây là cái nghiên cứu của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hoàng Hà ở bên Viện Vệ sinh Dịch tễ vào năm 2005. Và như chúng ta đã đều biết thì đối với bệnh cách diễn biến tự nhiên của vi khuẩn Helicobacter pylori thì cái đầu tiên thì chúng ta đã biết là vi khuẩn Helicobacter pylori hiện nay nó chiếm 50% dân số trên thế giới và phần lớn thì nó không có triệu chứng. Như vậy là trong hội trường ngày nay thì chúng ta đã biết có thể trong 350 người hôm nay tham dự thì có thể độ khoảng 160-170 bệnh nhân sẽ bị nhiễm, có nhiễm vi khuẩn HP nhưng không có triệu chứng. Tuy nhiên thì các nghiên cứu người ta thấy rằng là phần lớn thì nó có thể gây viêm dạ dày và nó có một phần nữa gây khó tiêu chức năng, và nữa là chúng ta đã thấy gây loét dạ dày, và một phần nữa là chúng ta đã thấy nó gây ra cái tỷ lệ nó ung thư dạ dày. Vậy thì cái chỉ định của trên thế giới người ta nói rằng là đối với một cái bệnh nhân, đặc biệt những bệnh nhân viêm dạ dày, loét dạ dày, loét đại tràng mà khi có nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori thì chúng ta phải thực hiện cái phác đồ tiêu diệt vi khuẩn Helicobacter pylori. Và chúng tôi cũng khẳng định rằng từ khi chúng ta đã phát hiện vi khuẩn Helicobacter pylori thì chúng ta đã làm thay đổi các cán cân trong vấn đề điều trị, và người ta đưa ra các phác đồ để điều trị, trong đó có phác đồ gọi là phác đồ chuẩn và phác đồ ba thuốc. Ở trên cái hình này thì cái đầu tiên tôi đưa ra cho đối với các quý vị và thầy cô thì chúng ta đã biết là phác đồ chuẩn, nó ví dụ đây người ta viết là standard regimen, hay còn gọi một số nơi thì gọi là phác đồ ba thuốc, thì người ta dùng trong vòng 7 đến 14 ngày, đó là một PPI cộng với hai loại kháng sinh, ví dụ clarithromycin hoặc amoxicillin, hoặc clarithromycin metronidazole hoặc là metronidazole cộng amoxicillin. Tuy nhiên thì chúng ta đã thấy khi chúng ta thực hiện một cái phác đồ điều trị cho một cái bệnh nhân thì bao giờ cũng thế, chúng ta phải đưa ra một câu hỏi. Vậy thì khi tôi đã thực hiện phác đồ điều trị này thì làm sao để tiêu diệt được cái tỷ lệ diệt HP, khi thế nào có hiệu quả, thì người ta đưa ra hai cái khái niệm. Khái niệm thứ nhất là phải tỷ lệ diệt HP theo cái ý định điều trị, tiếng Anh nó gọi là ITT, và cái nữa là theo cái thiết kế nghiên cứu gọi là per protocol, thì theo ý định nghiên cứu, theo ý định điều trị thì cái tỷ lệ này phải đạt trên 80%, còn nếu theo thiết kế nghiên cứu thì cái tỷ lệ này phải đạt ở trên 90%. Đây là hai cái chỉ tiêu rất là quan trọng, kể cả đối với những anh các chị khi làm nghiên cứu sinh hoặc là cao học thì các anh cũng phải đưa được cái tỷ lệ này để trình bày trong cái luận án của mình. Vậy thì người ta cũng phân ra một cái tỷ lệ rất là chi tiết hơn nữa, ví dụ như là đối với cái mức nếu mà diệt HP theo protocol trên 95% thì đây được coi là cái tỷ lệ là rất là tốt, từ 90 đến 94 là rất tốt, từ 86 đến 89 thì được gọi chấp nhận được, mà nếu nhỏ hơn 85% thì được gọi là không chấp nhận được. Đây là cái vị trí rất là quan trọng để sau này tôi sẽ nói ở trong phần sau. Vậy thì trong Việt Nam trong mấy chục năm vừa qua thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ hiệu quả diệt trừ HP bằng phác đồ ba thuốc ở Việt Nam như thế nào. Thì năm 2019 thì tôi đã làm một cái thống kê mất gần một năm và đã được viết thành một trong cái bài báo trong cái tạp chí gọi là tạp chí Gut & Liver của bên Hàn Quốc, thì nói về vấn đề hiệu quả diệt trừ Helicobacter pylori bằng phác đồ ba thuốc tại Việt Nam. Đây là cái nghiên cứu của những cái tác giả, chúng tôi chia làm ba vùng miền. Cái màu trắng đầu tiên đó là chúng tôi biết gồm ví dụ như Trần Thế Hải, Nguyễn Thế Vinh vân vân, và đến từ năm 2002 đến 2014 thì chúng ta đã thấy cái hiệu quả diệt trừ HP của ở miền Bắc là với phác đồ ba thuốc thì thấp nhất là 67,9, tức là cái năm 2014 của chị Thúy Vinh, và đến năm đầu tiên thì anh Trần Thế Hải đã đạt tới 98,1%. Ở miền Trung thì chúng ta đã thấy có hai cái nghiên cứu thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ diệt HP dao động bằng phác đồ ba thuốc từ 84 đến 90%. Ở miền Nam thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ này là từ 62,5% đến 88%. Như vậy là trên sơ đồ thì chúng ta đã thấy là cái tỷ lệ diệt trừ HP bằng phác đồ ba thuốc ở miền Nam thì nó có thấp hơn
so với miền Trung cũng như đặc biệt là so với miền Bắc. Vậy thì đây là cái sơ đồ để minh chứng để cho chúng ta biết là cái tỷ lệ diệt HP nó đã bắt đầu giảm xuống. Ví dụ như năm 2003 thì chúng ta đã thấy cái nghiên cứu của chị Nguyễn Thư Vinh cho thấy là cái tỷ lệ diệt HP nó còn đạt được này, gần 92%, nhưng đến năm 2010 thì chúng ta đã thấy nghiên cứu của giáo sư Bùi Hữu Hoàng cái tỷ lệ diệt HP nó chỉ còn 62,5%. Như vậy thì chúng ta đã thấy cái sự tiêu diệt HP nó đã bị giảm xuống. Và đứng trước tình hình đó thì cái vấn đề này nó không chỉ riêng Việt Nam đâu, mà ở trên thế giới nó cũng có cái tình trạng các cái kháng thuốc, đặc biệt là kháng thuốc đối với clarithromycin. Chính vì thế vào năm 2012 thì cái đồng thuận Matrix 4 đã được ra đời. Người ta khuyến cáo rằng là khi những cái bệnh nhân mà đã có cái tỷ lệ kháng thuốc như thế thì người ta phải sử dụng một số các phác đồ. Ví dụ như là phác đồ Bismuth, đây là ví dụ gồm có PPI cộng Bismuth cộng metronidazole hoặc tetanin. Hoặc là người ta có thể sử dụng phác đồ Lai, thì phác đồ Lai tức là người ta sử dụng PPI trong vòng 14 ngày. Tuần đầu chúng ta sử dụng amoxicillin 4 viên trong tuần đầu. Các tuần sau thì người ta sử dụng là 3 loại gồm cả amoxicillin cộng metronidazole cộng với clarithromycin. Đấy là gọi là phác đồ Lai. Phác đồ nữa là phác đồ nối tiếp thì chúng ta đã thấy người ta sử dụng cũng như trên, gồm có PPI sử dụng trong 14 ngày. Tuần đầu sử dụng amoxicillin, tuần sau thì người ta dùng metronidazole cộng clarithromycin. Và nữa là cái phác đồ đồng thời 4 thuốc gồm có PPI, amoxicillin, metronidazole và clarithromycin. Và vì do cái tình hình kháng thuốc như thế, một số các loại là metronidazole và clarithromycin thì người ta khuyến cáo là có thể sử dụng phác đồ chứa fluoroquinolone, thì trong đó gồm có PPI cộng với levofloxacin cộng với amoxicillin. Và chính vì thế thì trong cái hội nghị đồng thuận số 4 vào năm 2012 thì người ta khuyến cáo nên sử dụng hai cái phác đồ mà khi chúng ta lần đầu mình thất bại. Một là phác đồ 4 thuốc đó từ đời màu đỏ đó, Bismuth, và phác đồ 3 thuốc. Vậy thì Việt Nam đã áp dụng cái phác đồ này như thế nào, hiệu quả của phác đồ lần thứ hai như thế nào? Đây là chúng tôi thống kê từ năm 2007 đến 2016 thì chúng ta đã thấy gồm có tất cả là 50 nghiên cứu. Thì trong đó cái nghiên cứu đầu tiên của giáo sư tiến sĩ Trần Thiện Trung vào năm 2009 là so sánh giữa phác đồ 4 thuốc cộng với phác đồ 3 thuốc, trong đó gồm có sử dụng levofloxacin, cũng như chị Thúy Vinh cũng so sánh giữa phác đồ 4 thuốc. Thì kết quả chúng ta trong nghiên cứu này, chúng ta đã thấy cái hiệu quả của phác đồ 3 thuốc diệt trừ lần thứ hai cũng thấp hơn, nó chiếm chỉ có 58,8% tới 63%, trong khi đó về tỷ lệ diệt trừ HP của bằng phác đồ 4 thuốc thì nó cao hơn, tức là từ 86,7% đến 95,7%. Như vậy thì một cái kết luận đưa ra rằng nếu những bệnh nhân mà có thất bại lần đầu bằng phác đồ 3 thuốc thì chúng ta nên sử dụng bằng các thuốc chứa phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth. Do cái tình hình như vậy thì chúng tôi xin thống kê được cái tình hình kháng thuốc của Việt Nam như thế nào. Thì chúng tôi cũng làm cái thống kê từ năm 2002 đến 2016. Thì trên đây thì chúng ta, đây là những cái nghiên cứu của các tác giả, các cái thầy ở trong ngoài nước, ví dụ Phan Quốc Hoàn, Hồ Đăng Huy Dũng, Phan Trung Nam, thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ kháng thuốc nguyên phát của amoxicillin chiếm tỷ lệ là 17,4%, của clarithromycin là 34%, của metronidazole là 69%, levofloxacin 27% và tetanidazole là 17,9%. Như vậy thì chúng ta đã thấy có hai cái thuốc mà kháng cao nhất, đó là metronidazole gần 70% và clarithromycin là 35%. Đây là một cái nghiên cứu cụ thể hơn, là một cái nghiên cứu của tiến sĩ Trần Thanh Bình, và trong đó chúng tôi cũng được tham gia cái đề tài này. Thì đây là một cái so sánh về cái tỷ lệ kháng thuốc giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ kháng thuốc của metronidazole giữa ở miền Bắc và miền Nam tương đương nhau, ví dụ đây 70 ở miền Bắc và 69 ở miền Nam. Nhưng mà chúng ta đã thấy chỉ có điểm khác biệt nhất là cái kháng thuốc của clarithromycin ở miền Nam lại cao hơn, là gần 50%, trong cái đó miền Bắc, ở Hà Nội là chỉ là 18%. Như vậy thì chúng ta đã thấy như là có một cái tỷ lệ kháng thuốc rất cao của đối với lại metronidazole và clarithromycin. Đây là một cái sơ đồ nói về vấn đề về kháng thuốc clarithromycin ở các quốc gia ở khu vực châu Á. Thì trong quốc gia này thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ kháng clarithromycin ở khu vực châu Á Thái Bình Dương đối với clarithromycin chiếm tỷ lệ 17%, đấy là chia trung bình. Còn đối với lại các quốc gia cụ thể thì chúng ta đã thấy Việt Nam của chúng ta là chỉ đứng sau đối với Pakistan. Pakistan là chiếm 37%, còn của chúng ta là chiếm 35%. Như vậy thì chúng ta đã thấy là cái kháng thuốc nguyên phát đối với lại clarithromycin cũng như metronidazole rất là cao. Vậy thì kháng thuốc tự phát như thế nào? Tức là tôi dùng lần thứ hai mà tôi xem cái hiệu quả là diệt trừ và cái tỷ lệ kháng thuốc lần thứ hai như thế nào. Thì chúng ta đã thấy có ba cái nghiên cứu gồm có của Cao Đình Minh, Phan Trung Nam và Đặng Hoàng Huệ. Thì chúng ta đã thấy cái clarithromycin nó lại tăng lên là 74, gần 75%, và metronidazole là 65%.
Như vậy thì chúng ta đã thấy so sánh giữa phác đồ nguyên phát và tứ phát thì chúng ta đã thấy có ba loại thuốc mà hiện nay kháng này, nói như thế này để cho các đồng nghiệp khi chúng ta sử dụng thuốc thì chúng ta cần phải chú ý. Đó là tôi nói thứ nhất là cái thuốc mà hay kháng nhất đó là metronidazole, thì chúng ta đã thấy ở nguyên phát là gần 70%, tứ phát là 62%, clarithromycin nguyên phát là 34% và tứ phát là 75%, levofloxacin là nguyên phát tức là lần đầu tiên chúng ta đã thấy là 28% và tứ phát là 45%. Đấy là chúng ta biết. Vậy thì Việt Nam hiện nay của chúng ta kể cả phác đồ đầu tiên nguyên phát thứ phát thì chúng ta đã thấy đều kháng clarithromycin và metronidazole trên 15%. Như vậy thì nếu một quốc gia hoặc một tỉnh, một bệnh viện mà có cái tỷ lệ kháng thuốc hai loại thì chiến lược của chúng ta phải điều trị như thế nào? Khi mà chúng ta không có điều kiện cấy khuẩn, chúng tôi chia sẻ với các đồng nghiệp hiện nay là chỉ có một số các bệnh viện hoặc các viện nghiên cứu khi gặp một cái bệnh nhân mà có kháng thuốc thì người ta làm cái cấy, nhưng mà không phải là các nơi nào thực hiện cái kỹ thuật này được. Vậy thì khi chúng ta gặp phải một bệnh nhân mà có kháng clarithromycin, kháng cả metronidazole mà không có điều kiện nuôi cấy thì chúng ta ở tổ chức trên thế giới người ta hướng dẫn như thế nào? Đây thì chúng ta đã biết là có ba cái đồng thuận rất là quan trọng. Cái đồng thuận thứ nhất bên tay phải chúng ta đó là năm 2016, đồng thuận Madrid. Cũng năm 2016 nữa, một cái đồng thuận ở Toronto, Canada cũng rất quan trọng. Và cái đồng thuận của Hội Bắc Mỹ, của Hiệp hội Tiêu hóa Mỹ năm 2017. Thì ba cái đồng thuận này đều có một cái chung là nếu gặp phải một cái bệnh nhân kháng clarithromycin trên 15% thì có ba cái phác đồ, có hai cái phác đồ quan trọng hay được sử dụng. Đó là phác đồ 4 thuốc Bismuth hoặc chúng ta có thể sử dụng phác đồ 3 thuốc có levofloxacin. Đối với đồng thuận 16 thì nó có thể khuyến cáo có thể phác đồ đồng thời nữa, tức là đồng thời là phác đồ 4 thuốc không chứa Bismuth. Vậy như vậy thì chúng ta đã thấy ba cái khuyến cáo đều có một điểm chung, đó là Toronto, Madrid và của Hiệp hội Mỹ thì đều khuyến cáo khi có bệnh nhân kháng cả metronidazole và clarithromycin thì người ta khuyến cáo nên sử dụng phác đồ 4 thuốc chứa Bismuth hoặc phác đồ 3 thuốc có levofloxacin. Đây là cái hình ảnh về cái phác đồ 4 thuốc. Chúng ta đã biết phác đồ 4 thuốc Bismuth thì nó thường gồm có PPI, ví dụ rabeprazole cộng với lại Bismuth cộng với lại metronidazole cộng tetracycline. Một số khác thì người ta sử dụng bằng thay hai loại kháng sinh trên, ví dụ như là amoxicillin cộng với levofloxacin thì đây được gọi là phác đồ Bismuth modify hay còn gọi là cải biên mà hiện nay trên thế giới người ta hay sử dụng. Và người ta cũng vẫn tuân thủ là khi anh sử dụng phác đồ Bismuth thì vẫn phải sử dụng là phải cái ITT trên 80% và per proton côn là trên 90%. Vậy thì chúng ta đã biết hiệu quả của phác đồ phác đồ về chúng ta nói về phác đồ Bismuth hiện nay như thế nào. Đây là một cái vấn đề quan trọng. Hiện nay chúng ta biết là một số các bệnh viện đã sử dụng phác đồ Bismuth rồi lần đầu. Thì đây là một cái nghiên cứu của bốn nghiên cứu đầu tiên gồm có Bùi Chí Lam, Đặng Ngọc Quy Huệ, Nhã Đoan và Khánh Tường, thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ theo ITT là 88,1%. Như vậy thì chúng ta đã thấy ITT trên 80. Vậy thì cái này là trên 80, 88% phải đạt yêu cầu rồi. Và per protocol trên bằng 90 thì cái này cũng đạt yêu cầu. Như vậy thì chúng ta thấy cái phác đồ Bismuth sử dụng lần đầu đạt được hiệu quả cao để khuyến cáo cho những bệnh nhân kháng clarithromycin và metronidazole. Đây là một cái nghiên cứu mới của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường được đăng trong cái tạp chí Medical Science năm 2020. Tác giả đã nghiên cứu trên 252 bệnh nhân thực hiện một phác đồ trong vòng 14 ngày, bao gồm có rabeprazole 20mg dùng 2 viên trong một ngày, Bismuth dùng 4 viên trong một ngày, metronidazole 500mg dùng 3 viên trong một ngày và tetracycline 500mg dùng trong 4 viên một ngày trong 14 ngày. Thì kết quả sau thời gian sau thì tác giả kiểm tra lại thì chúng ta đã thấy khi tỷ lệ ITT đạt trên 84%, trên 80% là đạt yêu cầu rồi và per protocol là trên 95% là đạt ở mức độ tuyệt vời. Như vậy các nghiên cứu này đã cho thấy là rabeprazole phối hợp cùng với Bismuth cộng với metronidazole cộng tetracycline là một cái phác đồ đầu tiên để giúp điều trị cho những bệnh nhân mà có cái tỷ lệ kháng clarithromycin và metronidazole trong đơn lên trong vấn đề điều trị này. Và chúng ta đã thấy là đây là một cái phác đồ rất là tuyệt vời. Nữa là cái vậy thì cái phác đồ hiệu quả lần hai của Bismuth nó có hiệu quả không? Thì trong nghiên cứu này chúng ta đã thấy cái tỷ lệ này đạt là 89% và tỷ lệ và đối với lại per protocol là 91% ở cái mức đó là mức được khá. Vậy thì cái kết luận cuối cùng thì chúng ta đã thấy là gần đây nữa thì đây là một cái nghiên cứu của Phó giáo sư Trần Văn Huy tập hợp những cái phác đồ miền Trung thì chúng ta đã thấy cái phác đồ 4 thuốc trong đó có rabeprazole, Bismuth, metronidazole thì cái tỷ lệ ITT cũng rất là cao, 91 và 94%, 95% so với protocol
Cũng tương tự như thế, đây là cái phác đồ nghiên cứu của Trần Đình Cường, thì chúng ta đã thấy cái tỷ lệ diệt HP rất là cao theo ITT và PER protocol. Tuy nhiên thì có một cái điều quan trọng nhất là hiện nay thì mặc dù phác đồ bốn thuốc với Spitzer có tác dụng tốt như vậy đấy, nhưng mà chúng ta đã biết là bệnh nhân phải uống cũng khá nhiều loại thuốc và nó có những cái tác dụng phụ. Tỷ lệ phác đồ trụ chung thì trong cái nghiên cứu tổng hợp lại thì chúng tôi thấy là tỷ lệ này là 55,5%, trong đó ví dụ mệt mỏi khoảng 35%, buồn nôn 26%, đau đầu 21%, rồi khó ngủ, chóng mặt, buồn nôn và táo bón. Tuy nhiên thì những cái tác dụng phụ này nó không để lại những cái nghiêm trọng gì theo như các báo cáo của các tác giả khác nhau. Vì vậy chúng ta vẫn có thể áp dụng phác đồ này cho những cái bệnh nhân mà điều trị mà đã có kháng clarithromycin và metronidazole. Vậy khi chúng ta mà điều trị lần 1, lần 2, đặc biệt lần 2 mà thất bại rồi thì chúng ta phải sử dụng gì? Thì đây là một cái khuyến cáo của Matrix 5, người ta khuyến cáo là khi chúng ta lần thứ hai mà thất bại thì chúng ta phải đưa ra hai cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải cấy khuẩn và làm kháng sinh đồ. Cũng phải báo cáo với thầy Trạch và các đồng nghiệp này, hiện nay là cái cấy khuẩn và làm kháng sinh đồ thì hiện nay là không phải bệnh viện nào cũng làm được. Đặc biệt nữa là chúng ta phải làm về gen, về kháng thuốc thì hiện nay chúng ta mới chỉ có một vài các nghiên cứu mà để thực hiện và cũng viết lên trên tạp chí rồi. Chứ còn làm gen thì chúng ta cũng không thể làm được. Vậy thì trong trường hợp này thì người ta khuyến cáo là đối với lại tổ chức y tế thế giới thì người ta khuyến cáo thế nào? Một là người ta phải nói là bây giờ anh phải thay đổi phác đồ hoặc là tối ưu hóa của PPI. Và nếu có điều kiện chúng ta làm kháng sinh đồ và chúng ta nên cấy các vi khuẩn. Đấy là cái khuyến cáo mới nhất của năm 2021 của Tổ chức Y tế Thế giới, của Hội Tiêu hóa Thế giới. Thì ta khuyến cáo là một là chúng ta có thể làm tối ưu hóa về PPI, thay đổi phác đồ hoặc tăng liều lên hoặc kéo dài thời gian lên. Và chúng ta nếu tốt thì chúng ta có thể làm cấy khuẩn và làm kháng sinh đồ. Đây là cái hướng dẫn của tổ chức của cái Hội Tiêu hóa Thế giới về phác đồ, là vì cái thời gian không còn thì chúng tôi không thể trình bày kỹ về vấn đề nào được. Nhưng trong cái sơ đồ này người ta nói rất nhiều về vấn đề vai trò của phác đồ bốn thuốc Bismuth, trong đó có PPI đóng vai trò và quan trọng. Vậy thì cái phần cuối cùng tôi xin nói xin trình bày được là vậy thì tại sao trong một cái phác đồ bệnh nhân phát dạ dày đại tràng mà chúng ta lại phải áp dụng tiêu diệt và áp dụng PPI phối hợp với kháng sinh đấy, và hai cái này nó có tương tác gì hay không thì chúng ta lại tiếp. Chúng ta đã biết là chúng ta sử dụng PPI là mục tiêu của chúng ta để ức chế các acid clinohydric. Bởi vì bản chất RET là do các cái tăng tiết acid clinohydric. Vậy thì PPI nó có tác dụng đưa vào trong dạ dày của chúng ta là nó có tác dụng là ức chế tiết acid và nó giúp làm tăng pH lên. Và chúng ta biết cái vi khuẩn Helicobacterium là một cái loại vi khuẩn là có sống được ở trong môi trường dạ dày. Tuy nhiên khi mà vi khuẩn là chúng ta làm nâng cái pH của dạ dày lên thì sẽ là tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở, hay ta gọi là vi khuẩn nhân đôi lên. Và khi vi khuẩn nhân đôi lên thì nó lại có các tác dụng nhạy cảm về kháng sinh. Vậy thì PPI khi uống vào nó đã tác dụng để nâng pH của dạ dày lên để giúp cho vi khuẩn được phát triển và đồng thời nhạy cảm của kháng sinh. Đây là một cái sơ đồ, nói như vậy thì chúng tôi đã đưa ra một cái sơ đồ rất sức quan trọng vào năm 2001. Thì chúng ta đã thấy đây là cái sơ đồ, cái phần bên đây là nói về cái sự sinh sôi của vi khuẩn và phần cái trục này thì nói về pH của dạ dày. Thì chúng ta đã biết nếu mà ở cái pH 2,5, 3, 3,5 thì các cái vi khuẩn nó không thể, vi khuẩn Helicobacterium không phát triển được. Nhưng mà chúng ta đã thấy nếu để chúng ta không cho PPI mà pH của dạ dày vẫn từ 4 đến 4,5 thì chúng ta đã thấy là cái khi chúng ta chỉ cho kháng sinh vào thì nó không có hiệu quả. Hay nói khác là nếu ở cái pH mà 4,5 chúng ta chưa cho PPI vào thì chúng ta có cho kháng sinh vào thì kháng sinh không có hiệu quả triệt tiêu được, ok. Nhưng nếu chúng ta cho PPI vào mà pH lên từ 6 đến 7 thì chúng ta đã thấy là vi khuẩn nó phát triển được, nó sinh sôi được và nó có nhạy cảm kháng sinh. Đấy là cái cơ chế là tại sao. Vậy thì chúng ta chọn PPI nào để nâng được cái pH cao lên nữa thì chúng ta lại xem tiếp. Như tôi đồng ý với giáo sư Ronnie Pháp thì trong lần trước giáo sư Ronnie Pháp nói rằng là trong tất cả 6 loại băng tơ loại PPI thì chúng ta đã biết như Omeprazole, Isomeprazole, Lansoprazole, Dexlansoprazole, Pantoprazole và Rabeprazole thì trong đó Rabeprazole là trong những ngày đầu tiên nó nâng được pH cao nhất. Cụ thể hơn là nó nâng cái chỉ số pK1. Chúng ta đã thấy trong cái loại này thì chúng ta đã thấy là Rabeprazole ở mức cao. Do vậy thì Rabeprazole khi chúng ta cho sử dụng kết hợp với đại kháng sinh trong từ ngày đầu thì nó làm tác dụng nâng pH lên và kéo dài. Và đây là chính là đó là bệnh nhân người ta cảm thấy dễ chịu, sâu, không còn đau, không còn ở nóng và không còn ở chua. Nữa là đây thì chúng ta đây là cái nghiên cứu của năm 2003 thì chúng ta đã thấy là khi chúng ta cho sử dụng Rabeprazole, đây là màu xanh, so sánh một loạt các loại giáp ví dụ Omeprazole, rồi Pantoprazole, Lansoprazole thì chúng ta đã thấy trong 24 giờ cái tỷ lệ làm nâng cái pH của đối với lại Rabeprazole là cao nhất 3,4, trong ngày là 3,6 và trong đêm thì cũng là tương tự như vậy. Và đây chính là cái cơ sở.
Một cái vấn đề nữa là như trong cái phần 1 thì chúng ta có hỏi cái giáo sư về Ronnie Phát về là khi chúng ta một cái bệnh nhân mà đã có đang sử dụng các cái thuốc mà các cái ức chế ngưng kết tiểu cầu, ví dụ như là Plavix, Propranolol đấy, thì nó có liên quan vấn đề chuyển hóa acid C29 hay không? Thì có, mà chúng ta đã biết là các cái đồng thuận của năm 2005 và các cái hướng dẫn của tạp chí Y khoa Thế giới thì người ta đều nói là cái vị sự đáp ứng của PPI nó phụ thuộc vào kiểu huỳnh xếp trên 29. Và đối với Hội Tiêu hóa Việt Nam thì có khuyến cáo là anh phải nên chọn cái PPI là phù hợp mà nó không phụ thuộc vào xếp trên 29. Vậy thì đây là một cái kiểu hình, đây là một cái sơ đồ nói về sự chuyển hóa của PPI qua xếp trên 29. Thì chúng ta đã biết là Abiraterone thì nó đầu tiên nó chuyển qua xếp trên 29, sau đó chuyển thành Dexamethasone, sau đó nó có chuyển đến giai đoạn thứ hai, nhưng mà cái mức độ tỷ lệ rất là thấp. Và để minh chứng trong vấn đề này thì chúng ta đã thấy là một cái nghiên cứu vào năm 2008 trong cái tạp chí này, chúng tôi đã phải hỏi công ty và ASI là phải cho tôi bằng được cái tài liệu này, số tài liệu. Thì đây, cái tác giả đã phân tích gộp trên 20 bài báo và người ta đã thấy rằng là cái không giống như Lansoprazole và Omeprazole thì trong đó là Pares thì có hiệu quả diệt trừ, nhưng nó không phụ thuộc vào cái sự chuyển hóa của CYP29. Bởi vì chúng ta đã biết là sự chuyển hóa CYP29 nó có ba cái dạng: chuyển hóa chậm, chuyển hóa nhanh và chuyển hóa trung bình. Thì cái này nó không phụ thuộc, nó không phụ thuộc gì vào hiệu quả của nó tương đương như nhau. Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng là với nghiên cứu này và tập hợp nghiên cứu này, chúng ta đã thấy rằng Rabeprazole nó không phụ thuộc vào cái sự chuyển hình của CYP29, có nghĩa là nó không có tương tác với CYP29, không phụ thuộc vào các cái ví dụ Plavix hoặc Propranolol. Và cái phần slide cuối cùng thì năm 2016 hội nghị Madrid thì người ta đấy là Rabeprazole là phối hợp tốt với kháng sinh trong vấn đề tiêu diệt về vi khuẩn Helicobacter pylori. Như vậy với cái thời lượng như trên thì chúng tôi xin kết luận là việc kháng thuốc của vi khuẩn Helicobacter pylori rất là cao, trong đó nguyên phát với Clarithromycin, Metronidazole và Levofloxacin là 34,1%, 69% và 27%. Kháng thứ phát của đối với là Clarithromycin, Metronidazole và Levo thì vẫn là còn cao là 74,9, 61,5 và 45. Đấy là những cái thống kê mà chúng tôi đã thống kê trong vòng 20 năm của đối với lại trong các nghiên cứu Việt Nam. Để với những cái trường hợp mà bệnh nhân có kháng thuốc Clarithromycin, Metronidazole thì chúng ta phải thực hiện cái phác đồ để điều trị tiêu diệt HP, thì trong đó có phác đồ 4 thuốc chứa bismuth gồm có PPI, bismuth, Metronidazole và tetracycline là phác đồ được điều trị với cái hiệu quả diệt vi khuẩn HP trên 90%, trên 80% theo protocol và trên 90 theo protocol. Trong những cái thuốc đó thì Rabeprazole là được khuyến cáo được sử dụng để nó có khả năng, vì nó có khả năng hiệu quả ngay từ ngày đầu, hiệu quả cao trong vấn đề diệt HP và nó không có tương tác với lại các cái thuốc mà làm cho vẫn ức chế với đấy giảm tiểu cầu, ví dụ Plavix như trong phần trình bày của tôi cũng như phần trình bày của giáo sư Ronnie Phát. Và một lần nữa thì trong cái buổi hội thảo ngoài đây thì chúng tôi cũng rất chia sẻ đối với lại các cái đồng nghiệp của các cái miền Nam đang căng mình ra để chống dịch, và chúng ta đã thấy một hình ảnh rất là sinh động là bác sĩ đã lấy thân mình chèn lưng cứu pháo, đúng không, nát thân rồi nhưng ánh mắt vẫn còn tươi. Nói như vậy thì chúng ta đã thấy là các bác sĩ miền Nam của chúng ta đang rất dũng cảm để chống dịch, và chúng tôi thấy cái chiều hướng dịch nó đang đi xuống, thì đây cũng là một cái dịp để chúng tôi được chia sẻ và tri ân. Và một lần nữa xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khánh Trạch, cảm ơn các thầy các cô, cảm ơn các đồng nghiệp đã theo dõi, và sau đây thì chúng tôi mong được cái nhận sự câu hỏi của giáo sư Nguyễn Khánh Trạch cũng như các thầy để cho buổi hội thảo này ngày được thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin cảm ơn bài trình bày của phó giáo sư Vũ Văn Khiên. Đến bây giờ là chúng ta sẽ bước sang phần thảo luận. Xin mời quý đại biểu ứng viên đặt câu hỏi tại phòng chat với phó giáo sư Vũ Văn Khiên ạ. Xin mời quý thầy cô ạ. Có một câu hỏi của bạn Bùi Việt Lâm, có một câu hỏi thế này ạ. Vâng, có một câu hỏi như thế này ạ. Xin thầy cho em hỏi, nếu như bệnh nhân đã sử dụng phác đồ ba thuốc có levofloxacin nhưng sau đó bị tái nhiễm thì nên sử dụng như thế nào? Xin thầy cho ý kiến. Như vừa rồi thì xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thế thì chúng tôi có nói rồi, trong đối này đối với đồng thuận Matrix 4 và đồng thuận Matrix 5 thì người ta từng nói là nếu trong một cái bệnh nhân mà
đối với thất bại lần đầu và đối với thất bại lần hai, đặc biệt đối với thất bại lần hai mà những cái bệnh nhân mà nó có sử dụng phác đồ levofloxacin thì chúng ta, đặc biệt những bệnh nhân mà đã sử dụng lần đầu, chúng ta đã biết là khi bệnh nhân thất bại lần đầu thì chúng ta có hai cái phác đồ hay được sử dụng. Một là phác đồ có ba thuốc chứa levofloxacin, hai nữa là bismuth, phác đồ bốn thuốc bismuth. Thế thì trong trường hợp mà của bạn mà đã sử dụng đến lần thứ hai vẫn phác đồ ba thuốc có levofloxacin mà bị thất bại thì có hai cái hình thức. Hình thức thứ nhất, nếu có điều kiện thì bạn có thể liên hệ ở một số các bệnh viện, ví dụ bệnh viện 108, bệnh viện vệ sinh dịch tễ, người ta có thể tiến hành làm với phương pháp là cấy khuẩn. Chúng ta phải soi dạ dày lại và chúng ta lấy vi khuẩn đó là cấy và làm kháng sinh đồ, thì đấy là điều kiện lý tưởng nhất. Còn trong trường hợp mà bạn không thực hiện được kỹ thuật này thì bạn có thể áp dụng, và hiện nay chúng tôi biết là rất nhiều nơi làm, đó là chúng ta sử dụng thay đổi phác đồ khác. Mà một cái thay phác đồ khác như vừa rồi chúng tôi đã nói trong cái bài hôm nay nói rất nhiều, đó là phác đồ bốn thuốc bismuth. Bạn có thể sử dụng phác đồ bốn thuốc bismuth, ví dụ đó gồm có PPI và rabeparazole là 20 mg, 2 viên trong một ngày, dùng trong vòng 14 ngày. Bismuth 120 mg, dùng 4 viên trong một ngày nhân 14 ngày. Metronidazole 500 mg, dùng 3 viên trong một ngày nhân 14 ngày. Và tetracycline 500 mg, nhân với 4 viên trong một ngày trong vòng 14 ngày. Và sau đó chúng ta sẽ soi lại và đánh giá kiểm tra. Và như cái báo cáo vừa rồi thì chúng ta đã thấy là cái tỷ lệ diệt HP trên 90%. Như vậy thì trong trường hợp bệnh nhân mà bạn đã gặp hoặc là bệnh nhân đã có kháng levofloxacin bằng phác đồ ba thuốc rồi thì bạn không nên sử dụng nữa. Có một câu hỏi thứ hai, xin hỏi điều trị theo hai phác đồ ba thuốc và bốn thuốc bệnh nhân vẫn dương tính, kháng sinh đồ vi khuẩn kháng hết các thuốc kháng sinh thì xin hỏi tiếp theo như thế nào? Nếu trong trường hợp thì bây giờ đây là một câu hỏi cũng rất là hay. Hiện nay thì cái tổ chức của Hội tiêu hóa của thế giới người ta thường có hai cái khuyến cáo, có ba cái khuyến cáo. Khuyến cáo thứ nhất, một là có thể chúng ta phải điều trị theo cái phác đồ kinh nghiệm, hoặc có thể chúng ta có thể tăng liều, hoặc chúng ta có thể một thay đổi một cái phác đồ khác. Chúng ta không đi theo cái phác đồ, chúng ta có mấy cái phác đồ, ví dụ như phác đồ gồm bốn thuốc đồng thời bốn thuốc, hoặc có thể phác đồ bốn thuốc bismuth. Một số nơi nữa thì chúng tôi biết là ví dụ như trên thế giới thì người ta hay sử dụng gọi là cái sử dụng các phác đồ để người ta cấy các cái loại gen vi khuẩn để phát hiện xem nó có không. Nhưng mà cái này là rất là khó. Thì tôi nghĩ trong trường hợp mà như thế này thì tốt hơn hết là bạn nên thay đổi một cái phác đồ khác, không nên dùng theo phác đồ cũ nữa. Ví dụ trước đây bạn đã dùng phác đồ ba thuốc, sau đó phác đồ bốn thuốc bằng các loại bismuth có chứa bismuth mà lại không thấy hiệu quả cao, thì bây giờ bạn có thể sử dụng phác đồ đồng thời bốn thuốc nhưng không chứa bismuth. Một bạn hỏi nữa là xin thầy cho em hỏi là phác đồ ba thuốc là nghiên cứu trên thuốc gốc hay là thuốc nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3, hay nói cách khác là đây là những cái thuốc gốc hay là thuốc generic. Chúng tôi thì đã phải làm thống kê những các cái nghiên cứu này của các cái tác giả trong nước ở Việt Nam từ năm 2001, thì tất cả những cái luận án, ví dụ luận án của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thuy Vinh, của thầy Bùi Hữu Hoàng, của thầy Trần Văn Huy, của thầy Hồ Đăng Quý Dũng, của tiến sĩ Trần Thanh Bình, thì tất cả những cái nghiên cứu này đều là phải sử dụng các thuốc gốc chứ không sử dụng các thuốc generic. Vì vậy thì nó mới phản ánh được chính xác được. Đặc biệt là cái nghiên cứu của tiến sĩ Trần Thanh Bình là điều tra về vấn đề về tỷ lệ nhiễm cũng như cái tỷ lệ kháng thuốc giữa miền Bắc và miền Nam, thì cái này là đều phải nghiên cứu trên các loại thuốc gốc chứ không loại thuốc generic. Xin trả lời bạn như vậy. Một câu hỏi, thưa thầy cho em hỏi, nếu so sánh giữa phác đồ ba thuốc có levofloxacin, levo cộng với hai kháng sinh khác, hoặc là levo cộng amox cộng bismuth, thì phác đồ nào có ưu thế hơn? Thì câu hỏi này thì có thể nói là đây là một cái câu hỏi rất là rộng, mà nếu để trả lời được câu hỏi này thì tôi lại phải lấy những cái nghiên cứu để so sánh khác nhau. Tuy nhiên thì chúng ta đã biết ý, thì đối với Việt Nam ý, thì cái tỷ lệ như vừa rồi thì chúng tôi đã thống kê các cái nghiên cứu mà kể cả phác đồ đầu tiên về cả phác đồ thứ hai, thì cái quan điểm mà sử dụng các levofloxacin của chúng ta thì không được nhiều, mà người ta chủ yếu hiện nay là người ta sử dụng bằng cái phác đồ là bismuth. Chúng tôi được biết
là phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường thì hiện nay là cũng có một cái nghiên cứu là sử dụng mà gồm có PPI, cụ thể hơn đó là rabeparazole cộng bismuth cộng với amoxicillin và cộng với levofloxacin. Thì trong cái phác đồ nghiên cứu này mà của phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Khánh Tường đã được đăng trong cái tạp chí quốc tế, thì thấy là đây là một cái phác đồ có hiệu quả cao với cái tỷ lệ diệt hệ vi khuẩn Helicobacter trên 90%, cụ thể hơn đó là 91% và 92%. Một các bạn hỏi nếu mà dùng phác đồ 4 thuốc một bạn hỏi là dùng phác đồ 4 thuốc mà có xuất hiện ví dụ nó gồm có bismuth, tetracycline, metronidazole và isoprene mà xuất hiện nôn liên tục, ăn kém, mệt mỏi, sau đó sau 5 ngày dùng thuốc xét nghiệm men gan tăng 6 lần mà bệnh nhân không bị siêu vân B, thì có khi ngưng thuốc thì men giảm thì sưng nước tiểu cao. Thì đúng là mà nói thì chúng tôi thấy là cái phác đồ 4 thuốc thì chúng ta đã thấy là nó có rất có cái tác dụng phụ như vừa rồi chúng tôi đã nói, thống kê ra chiếm tỷ lệ là 55%, ví dụ mệt mỏi, có những bệnh nhân là đắng miệng, có những bệnh nhân là men gan là rất là tăng, có tăng. Thì trong trường hợp này thì tôi khuyên chúng ta phải đảm bảo cho bệnh nhân là chúng ta khuyên nên dừng các cái loại thuốc có thể độ khoảng 2-3 đến 5 ngày. Thì sau đó nếu mà bệnh nhân ổn định chúng ta phải điều trị cái vấn đề men gan ấy, chứ không chúng ta mà cứ để cho bệnh nhân men gan suy thì nó rất nguy hiểm. Thì trong trường hợp này thì một là theo ý kiến kinh nghiệm của tôi ý, thì chúng tôi khôn ý, thì chúng tôi khuyên trong trường hợp này là bệnh nhân này nó không đáp ứng được cái phác đồ 4 thuốc rồi thì chúng tôi nên chuyển thành phác đồ 3 thuốc có hiệu quả tốt hơn. Thế như thế. Có một câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Đức Hiền, có hỏi là lý do là một câu hỏi của người bạn là nuôi cấy HP bao lâu có kết quả, nếu bệnh nhân chưa điều trị HP nhưng nội soi dương tính thì có sử dụng phác đồ 4 thuốc ngay từ đầu không? Đấy. Nuôi cấy vi khuẩn HP bao lâu thì có kết quả, nếu bệnh nhân chưa có điều trị HP nhưng nội soi HP dương tính thì có sử dụng phác đồ 4 thuốc hay không? Với kinh nghiệm của tôi thì trước hết câu trả lời là nuôi cấy HP bao lâu có kết quả. Thì hiện nay báo cáo với các thầy cô và các anh chị là cái nuôi cấy HP thì khi thực hiện vấn đề nuôi cấy HP thì chúng tôi phải chú ý thế này. Bệnh nhân là để làm về cái nuôi cấy thì bệnh nhân là buổi sáng là chúng tôi phải hẹn đến nhìn ăn sáng và chúng tôi soi sớm. Chúng tôi phải sử dụng một cái kìm sinh thiết riêng, chúng tôi phải phối hợp với lại cái khoa, ví dụ cái khoa vi sinh vật để lấy bệnh phẩm, về cái bệnh phẩm để lưu trữ, lúc nào cũng phải bảo quản trong cái tủ với điều kiện đủ. Sau đó chúng tôi lấy xong một phát là chúng tôi phải để, nếu chưa vận chuyển được lên trên chỗ khoa vi sinh vật luôn thì chúng tôi phải để ít nhất vào trong cái tủ đá. Sau đó thì chúng tôi chuyển đến sớm để qua vi sinh vật để người ta cấy. Và kết quả nuôi cấy thì thông thường là sau một tuần nó sẽ có kết quả. Đấy, và nó sẽ đưa ra cái có mọc hay không mọc. Và sau đó người ta làm kháng sinh đồ. Bạn hỏi nếu mà bệnh nhân mà chưa có điều trị, có tiền sử đau dạ dày, mà nội soi mà có HP dương tính thì có sử dụng phác đồ 4 thuốc hay không? Thì theo tôi nghĩ thì cái phác đồ 4 thuốc ấy, thì nó thường là khuyến cáo cho những cái bệnh nhân mà đã có, tốt hơn hết là nên kinh nghiệm, nên có đã có điều trị mà thất bại thì chúng ta mới sử dụng phác đồ 4 thuốc ngay từ đầu. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân mà chưa sử dụng này thì chúng tôi khuyên chúng ta không nên lạm dụng quá, chúng ta vẫn có thể phác đồ 3 thuốc. Chúng ta ví dụ có thể sử dụng phác đồ 3 thuốc trong đó có PPI và hai loại kháng sinh thì đấy là tốt nhất. Còn tất nhiên thì tùy theo bạn thôi, nhưng mà chúng tôi nghĩ là nên dùng phác đồ 4 thuốc ngay từ đầu thì nó cũng có thể một phần là chi phí tốn kém, một phần thứ hai là bệnh nhân cũng rất nhiều nguồn thuốc. Và nó cũng có thể tác dụng phụ như cái câu hỏi phía trên. Một bạn là có hỏi rằng là cái metronidazole có tỷ lệ kháng cao có nên dừng lại không và có nên dùng rifabutin hay không? Thì hiện nay thì cái rifabutin thì người ta thường nói, người ta vẫn khuyến cáo rifabutin thì nó dành cho những cái bệnh nhân mà ở cái lần thứ hai sau khi thất bại. Thế tuy nhiên thì cũng phải nói với lại các đồng nghiệp hiện nay là ở Việt Nam thì đến giờ phút này là những cái nghiên cứu mà được báo cáo ở trong cái hội nghị tiêu hóa cũng như là các cái báo cáo mà viết ở trong tạp chí tiêu hóa về nói về vai trò của rifabutin trong diệt HP hiện nay là chưa có, thì chúng tôi cũng chưa có dám nói về các nghiên cứu trong nước. Tuy nhiên thì chúng ta đã biết ở nước ngoài thì người ta cũng có sử dụng nhưng mà không nhiều,
Và chúng ta đã biết là cái này thì nó cũng có cái tác dụng phụ rất nhiều. Vì vậy thì rifabutin thì chúng tôi cũng khuyến cáo là nên, nếu các bạn có thì các bạn nên phải hết sức là cẩn thận. Một câu hỏi, thưa thầy, cho em hỏi, để tránh tương tác thuốc, PPI nên uống cách antacid để bao lâu? Chúng ta đã biết ấy, thì đối với lại cấp PPI ấy, thì để tránh tương tác thuốc, ví dụ như này, chúng ta đã biết là tương tác thuốc thì chúng tôi sợ nhất là giữa, trước kia thì có những cái cuộc cãi vã hoặc là tranh cạnh tranh nhau giữa các cái hãng nọ với các kia về vai trò của PPI với tương tác thuốc là các cái thuốc ức chế nguyên kết tiểu cầu, ví dụ của Prolia. Thì cách đây là mấy năm thì chúng tôi có cũng có tương tự hội thảo, thì người ta thường nói là để tránh tương tác thuốc, ví dụ giữa PPI với một thuốc ức chế nguyên kết tiểu cầu thì không nên uống cùng một lúc. Ví dụ như là thuốc PPI mà tôi sử dụng một viên trong một ngày thì chúng tôi có thể sử dụng, ví dụ buổi sáng tôi sử dụng một viên thuốc ức chế nguyên kết tiểu cầu, ví dụ buổi sáng 8 giờ sáng hay 9 giờ sáng sau ăn đấy, thì còn thuốc PPI thì tôi sử dụng một viên buổi tối, cách xa nhau ra thì thường như thế. Và để cho tăng cường tác dụng PPI thì chúng tôi khuyến cáo là các bạn nên sử dụng là tránh xa bữa ăn, ví dụ như là đối với lại chúng ta bữa ăn là ví dụ như 9 giờ sáng và 9 giờ tối, thế đấy, đấy là cái tránh là thì nó sẽ dụng tốt hơn. Một cái câu hỏi nữa, trong trường hợp triệu chứng vẫn còn, bệnh nhân test vẫn còn vi khuẩn nuôi cấy không thành công, không thấy vi khuẩn, thì đề nghị là chia sẻ hướng điều trị và giải thích cho bệnh nhân như thế nào. Đây là một cái câu hỏi của bạn Bùi Việt Đâm, Bùi Việt Đâm mới đưa ra. Đúng là mà nói thì tôi cũng phải chia sẻ với các đồng nghiệp và anh chị, rất nhiều bệnh nhân là chúng ta đã điều trị kể lần 1, lần 2, lần 3 nhưng test vi khuẩn vẫn còn dương tính và nuôi cấy không thành công. Test thì vẫn còn nhưng mà nuôi cấy thì không thành công. Thế thì trong những trường hợp này thì tôi nói thật, tôi đã gặp những bệnh nhân thế này rồi, và mình phải giải thích cho bệnh nhân, mình phải hỏi. Mà cũng không phải riêng đối với tôi, một số các đồng nghiệp khác, chị Thúy Vinh, anh Bùi Hữu Hoàng cũng gặp một số các bệnh nhân điều trị chán rồi mà HP nó vẫn còn. Thì trong trường hợp này thì phải giải thích bệnh nhân như thế nào và có hướng điều trị thế nào, thì chúng tôi phải hỏi bệnh nhân triệu chứng của bác nó còn có khá hay không, chúng ta nội soi dạ dày để thực sự là cái hình ảnh viêm dạ dày nó còn không, chúng ta có thể làm cái sinh thiết mô bệnh học bệnh nhân nó có tổn thương gì không. Và nếu trong những trường hợp mà chúng ta thấy cái mô bệnh học nó không có gì, các cái tổn thương nó trên các cái niêm mạc dạ dày chúng ta nội soi thấy nó bình thường, triệu chứng lâm sàng nó không còn gì nữa, thì thôi chúng tôi khuyên bệnh nhân là thôi để chúng ta theo dõi một thời gian sau, thì có thể 6 tháng một năm sau chúng ta có thể kiểm tra lại. Thì đấy là cái kinh nghiệm của chúng tôi. Một cái câu cuối cùng nữa thì là một câu hỏi của đối với tác giả là xin cho biết là lý do là xin giải thích lý do thêm tại sao là metrazone và clazosin có tỷ lệ kháng cao mà vẫn đưa vào phác đồ điều trị. Theo nghiên cứu thì tetracycline có tỷ lệ rất thấp, vậy có khuyến khích chỉ định tetracycline cho bệnh nhân hay không? Xin trân trọng cảm ơn. Chúng ta đã biết thì đối với lại trước đầu tiên là chúng ta phải nói là cái tetracycline. Tetracycline thì cách đây khoảng mấy chục năm thì chúng ta đã biết là cái tetracycline là nó được sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta đã biết đặc biệt đối với tetracycline đối với trẻ con thì nó cũng có những cái tác dụng phụ. Và cái này nó không được sử dụng nhiều lắm trong cái thời gian đầu và thời gian sau sử dụng. Và sau đó thì đến khi mà các thế hệ metrazone, clazosin thì người ta thấy rằng khi phối hợp metrazone, clazosin thì người ta lại sẽ sử dụng nhiều. Tuy nhiên trong báo cáo vừa rồi thì chúng ta đã thấy đúng, tôi cũng thừa nhận với bạn là tại sao và metrazone và clazosin thì mặc dù kháng rất cao nhưng người ta vẫn phải đưa vào trong sử dụng. Bởi vì chúng tôi cũng có thảo luận cái câu hỏi này đối với lại giáo sư Tạ Long cũng như giáo sư đối với lại Đào Văn Long thì và một số các đồng sự khác, thì người ta thấy rằng là khi phối hợp mặc dù nó có kháng như thế đấy nhưng mà khi phối hợp với metrazone, clazosin với lại các cái PPI thì người ta thấy rằng mặc dù nó có kháng nhưng nó lại có cái tương tác hiệp đồng với các PPI. Vì vậy là các cái này nó vẫn được đang sử dụng trong các vấn đề về điều trị. Tuy nhiên thì để trả lời các câu hỏi này thì chúng tôi xin trả lời riêng đối với bạn Nguyễn Thị Đức Hiền một thời gian sau để tôi trả lời chính xác về câu hỏi này, vì đây là cũng là một câu hỏi khó
Tôi rất là cảm ơn câu hỏi của bạn rất hay, và cái câu này là chúng tôi đang trăn trở. Một câu hỏi cuối cùng, tức là ưu thế của prebiotin trong diệt trừ HP. Việc kiểm soát axit ngày đầu tiên có làm tăng hiệu quả diệt trừ HP không? Đấy. Cũng có thể nói là hiện nay thì cái ưu thế của đối với lại diệt của prebiotin trong diệt HP thì như thế nào? Chúng ta đã biết cái việc khi chúng ta cho các PPI vào trong dạ dày thì cái quan trọng nhất là nó việc ức chế axit. Cái việc ức chế axit thì người ta có hai cái chỉ số là pK1 và pK2. Thì đối với lại chỉ số pK1 thì chúng ta đã thấy trong năm loại các PPI thì chúng ta thấy rabeparazole nó tăng cao ngay từ ngày đầu tiên. Cái điều này thì đã được minh chứng trong cái slide của đối với giáo sư Ronnie Phát. Việc tương tác của pK1 nó tăng lên thì nó làm cho cái pH tăng lên. Chính vì vậy rabeparazole là trong ngày đầu tiên nó làm đưa pH cao nhất. Mà chúng ta đã biết là đưa pH cao như thế thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vi khuẩn Helicobacter pylori này sẽ được nhân đôi hay được phát triển lên. Và khi được nhân đôi phát triển lên thì nó sẽ có tác dụng thích ứng với lại, nó dễ tương tác với vi khuẩn HT lên. Chính vì vậy thì cái này nó có tác dụng trong cái đầu tiên kiểm soát gì thế. Và dựa trên cái cơ sở nghiên cứu và các nghiên cứu trước sau thì trong một cái sơ đồ tiếp theo thì người ta thấy rằng các ngày tiếp theo thì cái khả năng đưa pH nó duy trì trên ở mức độ cao, nó vẫn duy trì từ ngày thứ năm, ngày thứ bảy và các hai tuần ngày tiếp sau ở trên 80%. Chính vì thế thì năm 2016 thì các cái hội nghị của đồng thuận ở trên thế giới người ta khuyến cáo trong các loại PPI thì rabeparazole là một trong những cái loại thuốc được sử dụng để khuyến cáo tốt trong vấn đề diệt trừ Helicobacter pylori. Có một bạn nữa, bạn nào, bạn Tuấn Việt là bạn nào đây? Tuấn Việt là cái này. Thế ok. Xin hỏi thầy, kính thưa thầy Trạch, thì thầy Trạch có câu hỏi gì không ạ? Mời thầy Trạch có câu hỏi gì không ạ? Không, thôi đủ rồi, bây giờ cũng gần hết giờ rồi. Kính thưa thầy Trạch, kính thưa tất cả các cái đồng nghiệp, như vậy thì chúng ta cũng đã hôm nay trong một cái buổi làm việc hết sức là kéo dài và cũng rất là nhiều câu hỏi. Xin kính được sự ủy quyền của thầy Trạch thì em xin kết thúc cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì chúng tôi chỉ tóm tắt trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay có hai cái vấn đề như thế này. Về cái bài của giáo sư Ronnie Phát thì chúng ta phải biết ý, khi gặp một cái bệnh nhân mà ở nóng chức năng, có một bệnh nhân có cái ở đau nóng ở thượng vị thì chúng ta phải chú ý ba cái bệnh. Một là viêm thực quản không có tràng ngược. Hai nữa là bệnh ở nóng chức năng. Ba là tăng nhạy cảm thực quản. Cái việc chẩn đoán phân biệt giữa ở nóng chức năng và tăng nhạy cảm thực quản ấy, thì nếu mà các chị có điều kiện tốt thì chúng ta có thể đi ra cái trung tâm, ví dụ viện tiêu hóa gan mật để đo pH để chẩn đoán phân biệt. Tuy nhiên trong bài của giáo sư Phát là có một cái điều rất quan trọng, thì chúng ta có thể dựa vào các cái tiêu chuẩn của Rome 4 và dựa vào các cái tiêu chuẩn về kinh nghiệm điều trị. Về điều trị bệnh đóng chức năng và cũng như là đối với lại tăng cảm thực quản cũng như là bệnh nợt thì vấn đề điều trị PPI vẫn là hàng đầu. Chúng ta có thể điều trị liều tấn công, chúng ta sau đó có thể duy trì hoặc là chúng ta vấn đề on demand. Đấy. Thì và trong các cái thuốc điều trị thì đối với bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì rabeparazole được khuyến cáo là được sử dụng vì nó có hiệu quả tốt nhất từ trong ngày đầu tiên. Về vấn đề kháng thuốc thì chúng ta đã biết hiện nay thì cái vấn đề kháng thuốc, trong đó kháng thuốc ba loại, hai loại quan trọng nhất đó là metronidazole và carotoxin tăng cao. Và nếu chúng ta gặp phải trường hợp mà kháng thuốc như vậy thì chúng ta nên lựa chọn phác đồ. Có hai cái phác đồ hay sử dụng, đó là phác đồ ba thuốc chứa levofloxacin, thì đây cũng là cái thuốc mà cũng được sử dụng. Tuy nhiên nó không bằng một cái phác đồ bốn thuốc gồm có PPI cộng với lại bismuth cộng metronidazole cộng tetracycline.
Một vấn đề nữa, trong những cái thuốc mà điều trị cho những bệnh nhân mà loét dạ dày tá tràng thì rabeparazole được lựa chọn, và đây là một cái thuốc nó không phụ thuộc vào ship C12.9. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng một cách thoải mái. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Kinh Trạch, chủ tịch hội nội khoa, đã cho phép em với tư cách là một học trò của thầy được báo cáo ngày hôm nay, và cũng mong là cho hội nội khoa sẽ tiếp tục phát triển. Và điều quan trọng nhất cuối cùng là chúng tôi xin cảm ơn tất cả các thầy, các cô, các anh, các chị, các đồng nghiệp, và cảm ơn bạn Nguyễn Hòa là người đại diện cho đối với hội nội khoa. Và sau đây cái lời cuối cùng là bạn Nguyễn Như Hoàng cho có ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn quý thầy cô, đặc biệt nhất là hai báo cáo viên đã